Chào tất cả anh em, mình lại tiếp tục lên cho anh em một mặt hàng Nhật Bản. Lần này mình lên cho anh em được vài cây xà cầy chuyên dụng để anh em ta về nhổ đinh, cậy 3 lớp. Mẫu xà cầy loại 600 mm của hãng Mitsui nội địa Nhật. Thì những cây xà cầy này là tình trạng nó chưa hề sử dụng nha anh em. Nó về hàng nó về thì nó có bị trầy xước tróc nước sơn tí thôi, chứ thực sự là chưa hề xài. Miệng mép là chưa hề có dấu cậy luôn. Đó, anh em xem kỹ nè. Đó. Thì cái cây xà cầy của hãng Mitsui này thì nó là một cái thiết kế là cái cây trụ lục lăng, thân lục lăng nghiêng khối rất là chắc chắn hơn so với cái dòng mà cái cây nó dẹp nha anh em. Thì đường kính phi của nó là phi 21. Tổng thể thì nó dài 60 xăng. Và nó nặng là bao nhiêu? Mình kiểm tra lại. Và nó nặng là 1,5 kg một cây nha anh em. Một cây xà cầy thế này là nặng 1,5 kg. Mình mới cân. Tổng thể thì cây xà cầy lục lăng của hãng Mitsui này. Anh em xem kỹ, nó có đóng thông số này, 600 mm này. Thì phải nói là rất là chắc chắn. Và nó dòng 600 mm thì nó cũng rất là gọn. Để anh em ta sử dụng cậy 3 lớp rồi hạt nhổ đinh là vừa tay rồi, cũng không cần quá dài đâu. Quá dài thì trường hợp những anh em nào làm mấy cái công việc nào lớn thì sử dụng nó, chứ cỡ cây 600 mm là hay xài nhiều nhất. Tổng thể thì những cây xà cầy của Nhật, hồi thép của nó thì nó đúc ra thì rất là cứng và chắc nha anh em. Anh em không lo quá trình anh em sell nãy mà bị cong hay là bị quát đầu rồi, không có đâu. Cái thép của mấy cây xà cầy của mấy anh Nhật làm là phải nói là bao bao cứng bao phê, xài lâu bơ bền lắm. Cậy gạch đá xi măng rồi cậy 3 lớp rất là khỏe, không có lo bị cong quên gì đâu. Mấy cây của mấy thép của Nhật nó làm phải nói là chất lượng vô cùng. Thì mình cũng báo giá với anh em luôn là cây xà cầy của hãng Mitsui nội địa Nhật này, loại 600 mm này mình bán với giá là 350.000 chi phí vận chuyển một cây. Thì anh em nào có nhu cầu mua về sử dụng thì liên hệ mình. Xin cảm ơn anh em, xin kết thúc video tại đây.